Đầu tiên chọn edit này, 2 in trong 1 này, 2 in 1 này, 1 size. Đó. Lại có 71% thôi, bây giờ mình chọn A4 này. Này chọn này. Duvet 22 này. Này cộng mực lên tí này, tại máy này cộng mực lên. Này chọn vào chỗ I3 này, trên một tí này. Đó, quay cái hộ khẩu về đây này. Nó là như này này. Đó, nhớ là nó là như này này. Đó. Rồi, mình đặt tờ giấy lên này. Là nó hiểu từ A5 qua A4 này. Mới được 100%, vừa nãy có 70%, giờ mình đặt tờ giấy rồi thì nó hiểu A5 qua A4 100%. Đó. Bấm tát này. Rồi bây giờ bỏ tờ giấy ra. Đó, mình lật qua bên này nè. Đó, ngay cái mốc này này. Ngay cái thanh này luôn này. Dưới I2 xíu nhé. Rồi. Rồi trang này thì mình lật lại. Đây là trang bìa. Rồi. Mình lật này. Đó, cứ nhớ là lật về phía này. Đó, cái hộ khẩu nằm ở phía này. Rồi, giờ mình làm cái trang cuối của bìa này. Qua đây. Rồi, được một trang, rồi đến trang 1 này. Lật xuống rồi. Để gần vào đây thì... Đó. Đó là trang 1 là nằm, nó nằm như này. Đó, giờ đến trang cuối là trang 16 rồi. 1, 16 rồi. Một cái 16 giờ 2 đến 15 số 2 này. Để mình lật cái này. Cứ nhớ là nằm bên này như này là sai này. Ha. Hai đến 15, vừa thấy 1 đến 16 rồi. Mình lật trang này qua đây. Rồi 2 đến 15 được con trang rồi. Đừng có tắt nha. Giờ đến trang 3 đến với trang 14 rồi. Mình cũng lật trang trang tương tự mấy cái kia thôi, hiểu không? Ba trang 15 một mình lùa cái tay xuống mình làm cái này này. Ba đến trang 14 chứ. Ba 14 5 thì 13. Đến trang 13. Cuốn đến trang 13 rồi, giờ tiếp tục.
5 đến trang 5. Năm giờ trang 12. Rồi đến trang 6. Đó, đến trang 11. Sáu đến 11. Rồi đến 7, 7 đến 10. Bảy đến mười, tám đến chín này là trang cuối rồi, giữa rồi. Đó, finish này, một cuốn thì bấm đây, rồi kết thúc là mình bấm đây. Tôi rất vui đấy. Đó, mình gấp lại thành cuốn này. Thật xa đây mình mới thấy này. Đó, trang 1 này, 2, 3 này, 4, 5 này, 6, 7 này, 8, 9 này. Đó, đủ nguyên cuốn luôn. Đó, cái này mình không cần phải tháo ghim ra nữa. Rất là đẹp. Rồi, ok.